Thưa quý vị, so với thế giới, nghề diễn giả tại Việt Nam mới đang ở giai đoạn tự phát nên còn trong tình trạng vàng thau lẫn lộn. Sau phần 1 giới thiệu về chân dung một diễn giả đúng nghĩa, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu bằng cách nào để nghề này phát triển một cách đồng bộ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu cho thị trường trong thời gian tới. Hiện nay tại Việt Nam, nghề diễn giả chưa được một tổ chức nào công nhận hay một hiệp hội nào quản lý. Chính vì thế, các diễn giả cần phải có yếu tố đạo đức để có thể hướng công chúng của họ đi đúng đường. Theo một số diễn giả, thậm chí đạo đức còn là yếu tố đặt lên hàng đầu. Trong cái công việc diễn giả đó thì cái đạo đức là cái tiêu chí đưa lên hàng đầu. Bởi vì nếu như mà người diễn giả không có cái tâm thì cái sự nguy hiểm trong thông điệp của người diễn giả này nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới cộng đồng. Có rất nhiều trường hợp khi mà khách hàng yêu cầu phải nói một cái nội dung câu chuyện mà nó vượt quá cái sự thật thì người diễn giả phải học cách từ chối. Thứ nhất là trung thực và ngay thẳng. Bởi vì trong nghề này khi bạn đánh mất lòng tin thì gần như không còn ai nghe bạn nữa. Ngoài ra, đạo đức nghề nghiệp còn thể hiện ở sự tôn trọng bản quyền, đạt được những mục tiêu cam kết, lấy thù lao tương xứng với những kiến thức mình cung cấp hay giữ bí mật cho khách hàng. Tuy nhiên, không phải ai xưng danh làm nghề diễn giả cũng tự ý thức được về yếu tố đạo đức trong hành nghề của mình. Vì thế, câu hỏi đặt ra là liệu có nên thành lập một hiệp hội để có thể dễ dàng quản lý, sàng lọc những thành phần giả mạo và tạo điều kiện để các diễn giả thực sự có thể sinh hoạt, giao lưu và phát triển nghề nghiệp của mình. Tôi đã có từng nghĩ tới chuyện là phải có một hiệp hội, có một tổ chức đứng ra làm. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ai sẽ đứng ra làm điều đó? Nếu xét về pháp nhân, nhà nước sẽ đứng ra, không khó. Nhưng mà quan trọng là cái người nào là đại diện cho cái tổ chức đó, cái tiêu chuẩn nào để xây dựng cái tổ chức đó. Bản thân tôi cũng đang muốn thành lập hiệp hội này. Thì tôi muốn rằng nó đi theo những tiêu chí nghiêm túc, chứ không phải nó chỉ là một cái hiệp hội phục vụ cho việc quản lý nhà nước mà thôi. Rất cần thiết có một cái hiệp hội quản lý các diễn giả, và tôi cũng đang xúc tiến cái việc kêu gọi để tổ chức ra những cái câu lạc bộ hay là cái hiệp hội như thế này. Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Văn Khanh, trưởng phòng báo chí xuất bản Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận sự cần thiết có một hiệp hội. Đứng góc độ quản lý thì chúng ta thấy rằng là cần phải có một cái hoạt động của một cái hội nghề nghiệp nhằm là có thể giới thiệu những cái người này đưa vào một cái sinh hoạt ở trong một cái tổ chức nhất định. Thông qua đó, ngoài cái công việc quản lý thì có thể trao dồi thêm về cái kinh nghiệm, cái kỹ năng và cái tính chuyên nghiệp của nghề nghiệp và kể cả cái đạo đức trong cái việc diễn thuyết, trình bày một cái vấn đề gì đó. Theo ông Nguyễn Văn Khanh, sinh hoạt hiệp hội ngoài nâng cao kiến thức chuyên môn còn giúp đấu tranh phát hiện những người làm chưa đúng, không đủ tiêu chuẩn, lồng ghép những lợi ích cá nhân, nói điều không đúng sự thật trước công chúng. Việc cần thiết thành lập một hiệp hội diễn giả là điều dễ thấy, nhưng điều mà mọi người quan tâm là hiệp hội đó vận hành như thế nào và hiệu quả đến đâu. Tôi muốn những người tham gia hành nghề gây dựng cái thương hiệu của hiệp hội, gây dựng uy tín của hiệp hội, để rồi mai mốt bất cứ một thành viên nào của hiệp hội bước ra ngoài cũng được thừa nhận và được khán giả cũng như khách hàng đón nhận mình vì mình đủ tư cách, đủ tư cách. Thật ra ở Việt Nam cũng có nhiều nghề đã có hiệp hội, mà thật tiếc là tôi thấy là cái hiệp hội này gần như không phát huy vai trò gì cả cho những cá nhân tham gia. Diễn giả Quách Tuấn Khanh cho biết thêm, những hiệp hội diễn giả nước ngoài yêu cầu các thành viên phải đáp ứng được những tiêu chí như một tháng có bao nhiêu người thuê, mức phí tối thiểu được trả là bao nhiêu. Còn diễn giả Loan Văn Sơn cho rằng, một hiệp hội có pháp nhân mà không có khán giả thì cũng vô nghĩa. Người đứng ra thành lập hiệp hội, theo ông phải là người có uy tín, tiếp cận được các kiến thức của tổ chức quốc tế và được đông đảo công chúng thừa nhận. Được. Tại vì nếu đến tổ chức từ công quyền thì nó sẽ ra một cái nền tảng là phải bằng cấp. Họ yêu cầu anh có bằng cấp nào anh sẽ được vào đây. Mà nếu như lại yêu cầu bằng cấp nữa thì anh có bằng cấp, anh có kiến thức nhưng chưa chắc anh có thể truyền được. Nhưng cái quan trọng là anh ta thu hút bằng uy tín. Và hầu hết các tổ chức uy tín thế giới đều như vậy, đều đến từ một chuyên gia hàng đầu. Chứ còn bây giờ em có đặt ra một hiệp hội pháp nhân hẳn hoi luôn, em mời nhiều người vào, nhưng mà chưa chắc khán giả nghe những người đó. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Khanh, thì bản thân việc sinh hoạt hội cũng mang lại lợi ích cho các thành viên. Ông Khanh cho biết hiện tại, Sở Thông tin Truyền thông đang cho thống kê tình hình hội nghị, hội thảo trên các lĩnh vực, trên địa bàn trong thành phố, kể cả trong nước và có yếu tố nước ngoài, để có một hình dung về số lượng, đối tượng người đang làm công việc diễn giả. Đối với ngành văn hóa thì qua sinh hoạt các trung tâm có thể thống kê sơ bộ các diễn giả,
Trên cơ sở đó có tiền đề ban đầu để đề xuất thành lập hiệp hội.